các bạn hãy xem nội dung mô tả video để biết thêm chi tiết. Nói không ngoa khi cho rằng ở những ngày Tết, áp lực nhất hẳn phải là hội con gái với 7749 nỗi niềm khác nhau. Trước Tết thì phải lo toan sắm sửa, dọn dẹp nhà cửa, đã thế còn phải tranh thủ đi làm đẹp, đến khi vô mùng rồi thì nghĩ cách làm sao để lên đồ làm bộ ảnh đăng, phay, cũng tốn không ít nơ ron thần kinh. Không tin cứ lượng một vòng Instagram của con dâu tương lai tỷ phú nhà Jonathan Hạnh Nguyễn, Linh Dinh sẽ giỏ. Mới đây, cô nàng vừa đăng bức hình than vãn rằng Tết này du xuân ở nhà nhiều hơn gia đường. Nhưng vấn đề là dù có ở nhà thì màn lên đồ của Linh Dinh cũng làm dân tình suýt xoa không ngớt. Đăng nhẹ nhàng, xương xương, vài kiểu ảnh này thôi đã làm dân tình khen nước nở rồi. Có thể thấy càng ngày Linh Dinh càng gia dáng con con dâu tương lai của nhà tỷ phú với nhan sắc lộng lẫy, diện áo dài đơn giản thôi mà đẹp mê con mắt thế này bảo sao chàng Philip Nguyễn không yêu cho được. Nếu bạn để ý thì chị em bạn dâu, Hà Tăng của Linh Dinh cũng có truyền thống mặc áo dài trong ngày Tết với chồng là Louis Nguyễn. Có khi nào đây con xếp trung khi làm dâu nhà hào môn trăng? Hà Tăng cùng Louis Nguyễn cũng mặc đồ truyền thống vào ngày Tết. Trước đó, dân tình còn nghĩ năm nay cô nàng sẽ đón tết nguyên đáng cùng người yêu ở sài gòn vì vội vã lên mạng hỏi chỗ mua đồ trang trí ngày xuân ở sài gòn tuy nhiên vào phút chót linh dinh đã trở về ăn tết hà nội cùng gia đình nguồn tổng hợp